Hello anh em, xin chào anh em đã trở lại với kênh của Vita Gaming. Vậy là chúng ta đã đến với môn phái cuối cùng ha, môn phái cuối cùng trong game Võ Lâm Truyền Kỳ, đó là phái Côn Lôn. Thì phái Côn Lôn là một trong những phái rất là kén người chơi ha. Phái này nói chung là trình độ cần trình PK của anh em cũng hơi cao một tí, bởi vì môn phái này có rất là nhiều chiêu thức anh em. Thì đầu game chúng ta không thể nào mà đủ điểm để mà tăng hết tất cả skill được, anh em phải phân phối cho nó hợp lý ha. Thì nó có ba cái đường skill chính, đó là đao pháp, đó là đánh đánh gió này, phong pháp, hô phong pháp là đường gió, và đường sấm sét là đường nội công kiếm pháp, và còn một đường bùa chú phụ trợ. Nó rất là nhiều skill bùa chú ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem nó có những cái set đồ hoặc kiếm môn phái nào. Thì tương tự với ba cái đường skill thì phái Côn Lôn cũng có ba cái bộ kiếm môn phái. Đầu tiên đó là bộ bùa chú ha, set bùa chú thì đó là set vụ ảo ha. Đầu tiên là một cái nón anh em, vụ ảo bắc minh đạo quán, thì sinh lực tối đa 400 này, kháng độc 30, nội lực tối đa 200, kỹ năng thanh phong phù thúc phượng chú bắc minh đạo hải 3 cấp 333, nhìn thấy phê luôn anh em ơi. Tiếp theo là cái dây chuyền vụ ảo ki bán phù chú, sinh lực 200 này, kháng độc 30, kỹ năng kim bản phù 3 cấp, phần tố vật lý 25, nội lực 100, khai tất cả 24. Quá dữ luôn. Một cái nhẫn vụ ảo thúc tâm chỉ hoàn, kỹ năng vốn có 1 cấp. Cái ngọc bội vụ ảo thanh ảnh huyền ngọc bội, sinh lực tối đa 300, thời gian làm chậm âm 50, kỹ năng mê tung ảo ảnh 3 cấp, phần tố vật lý 30, nội lực 200, thời gian cho âm 40. Đôi giày vụ ảo tung phong tuyết ảnh ngoài, sinh lực 300, kỹ năng túy tiên tá tốt 3 cấp, tốc độ chịu 60, kháng lôi 30, nội lực 200, thời gian chó 50. Đồ dài quá ngon anh em ơi. Ngoài ra nó còn có một cái món trấn bang nữa nè, trấn bang vụ ảo thái uyên chân vũ liên, nó lại trùng với cái dây chuyền, cộng sinh lực 200, kháng độc 30, nội lực 240, kháng tất cả 24, có kỹ năng khí hàn ngạo tuyết kỳ bán phù 33. Em xem cái nào ngon hơn ta. Mình nghĩ là cái này nó cộng hai skill khí hàn ngạo tuyết nữa thì nó sẽ ngon hơn ha. Thì mình xài tạm cái dây chuyền trấn bang này, cái này mình để sau đi ha. Đó, thì set vụ ảo thì nó chỉ có 5 món thôi anh em, 6 món ha, 6 món, nhưng mà nó bị dư một món trùng rồi, nó không có đầy đủ như những cái set khác. Rồi mình mặc con ngựa xích lông câu chạy cho nó nhanh tí anh em, xích lông câu quá đẹp, ngựa đẹp anh em ơi. Kỹ năng cũng có 1 cấp ha, kháng tất cả 10 thôi, hoặc phi phong đồ bộ cho nó đẹp tí đó, trang sức và ngũ hành thật tương tự những cái phái kia thôi, cho nó đẹp đẹp tí thôi, đầy đủ phụ kiện. Mình thử test thử những một số cái skill bùa chú xem anh em. Thì phái Côn Lôn ít người chơi cho nên một số chiêu bùa anh em chưa biết rõ, để cho những anh em nào chưa biết thì mình sẽ test. Đầu tiên là cái skill thúc phượng chú giảm phản đòn tầm xa đó. Skill này bút bùa vô mấy con huyền giáp là nó hết phản đòn rồi. Tiếp theo là thanh phong phù, chiêu này là tăng tốc độ di chuyển rồi. Đó, chiêu này bút cho cả đồng đội luôn á, chạy rất là nhanh luôn. Tiếp theo đó là ki bán phù, giảm tốc độ di chuyển của kẻ thù. Đó, bút cái chiêu này vô là nó chạy chậm rì luôn, nhìn thấy tội không? Đó. Tiếp theo là nhân khí tâm thanh là phù trợ đao pháp rồi. Bắc Minh đáo hại, phục hồi sinh lực âm 20, phục hồi nội lực âm 26. Có bút vô đối thủ là rất là khó chịu luôn, trừ máu trừ nội lực dần này, nó trừ dần dần nhưng mà nó không có chết nha anh em, nó trừ què một thôi. Tiếp theo là gì, thiên thanh địa trọc là chiêu phụ trợ của đường đao và đường xem xét, khí hàn ngạo tiết giảm tốc độ đánh nội công và giảm tốc độ đánh ngoại công. Ồ, có một cái cục gì đây này, quá trời buồn luôn. Rồi tiếp theo là khí tâm phù làm choáng đối thủ ha, làm choáng đó này, chó xác suất làm choáng là có 38%, khó bị choáng này. Rồi tiếp theo đó là mê tung ảo ảnh ha, tăng thời gian làm chậm lên và thời gian bị choáng tăng lên này. Đó, bây giờ mình bước cái làm choáng coi, nó sẽ lâu hơn, khó choáng lâu hơn anh em. Có ngày xưa mà dính cái chiêu này là choáng liên tục luôn. Rồi tới cái cua chiêu bùa chú cuối cùng anh em, chiêu bùa chú cấp 90 ha, túy tiên tá cốt, nhưng là nó tổng hợp tất cả những chiêu bùa chú trước đó, giảm tốc độ di chuyển sẽ âm 65 này, thời gian làm chậm còn 65, thời gian chó còn 30%,
phục hồi sinh lực, nội lực bị trừ 20, 26, phản đồ tầm xa giảm 26. Nói chung là tổng hợp tất cả những cái skill bùa chú trước đó. Cũng như con W. À giờ hết nội lực rồi. Lấy mấy bình máu nè. Úp vô con này nè. Nó mất máu này. Nó chạy chậm này. Nói chung là tổng hợp tất cả các skill bùa chú quân. Đó, nhìn thấy tội không? Rồi ok, đó là set vụ ảo anh em ơi. Vụ ảo phù chú. Rồi, bây giờ mình thử đổi qua nhân vật nữ. Thôi cái này cũng không có gì ha, cái nón này thì nó cũng không có gì đâu. Thôi chuyển cấp cho Vương đi anh em. Cấp cho. Rồi, tiếp theo sẽ là set kiếm pháp nội công ha, công lôn sấm sét. Đường sấm sét thì đó là đường cái set lôi khung anh em. Lôi khung thiên địa hộ phù, sinh lực 400, phòng thủ vật lý 25, thời gian trúng độc âm 40, kháng tất cả 24, kháng độc 25. Kỹ năng thiên thanh địa trọc 3 cấp. Rồi, lôi khung hàng tung băng bạch quang, sinh lực nội lực, sinh lực 300, tốc độ đánh nội công 40%. Em nhìn tốc độ đánh thấy khủng chưa, quá dã man luôn. Tốc độ đánh này mà nó đánh thôi sấm sét thôi ai chịu nổi này. Lôi sát nội công 300, kháng độc 30, nội lực tối đa 200, kỹ năng cộng lộ kiếm pháp 3 cấp. Tiếp theo là cái đai lưng lôi khung phong lôi thanh cộng đãi, sinh lực 300, thời gian làm chậm âm 50, kỹ năng cuồng lôi chấn địa 3 cấp, kháng độc 50 luôn, trời quá dữ luôn. Nội lực 200, thời gian chó âm 40. Cái ngọc bội lôi khung linh ngọc cũng lôi, sinh lực 200, kỹ năng lôi động cửu thiên, thiên tế tấn lôi, ngũ lôi chánh pháp 333. Quá khủng khiếp luôn anh em. Một cái nhẫn lôi khung cửu thiên dẫn lôi giới, kỹ năng cũng có một cấp. Và cái hộ uyển trong ban ha, một món trong ban lôi khung linh ngọc những lôi uyển, sinh lực 480, kháng lôi 30, nội lực 204, thời gian làm chậm âm 50, kỹ năng lôi động cửu thiên, thiên tế tấn lôi 33. Quá dữ luôn. Thì đó là set 1 này. Tiếp theo sẽ là set 2 ha. Đầu tiên là cái áo này, lôi khung chấn nhạc đào bào, sinh lực tối đa 400, thời gian phục hồi 59, thời gian trúng độc 50, phục thủ vật lý 35, khải hỏa 35. Quá trời khác lúc, trời cũng luôn trâu bò cực kỳ luôn nha anh em. Tiếp theo là đôi giày ha, lôi khung đạo sơn linh hải lý, sinh lực nội lực 400, tốc di chuyển 60, phục thủ vật lý 35, lôi sát nội công 120, kháng lôi 15. Rồi cái vũ khí ha, lôi khung tứ tượng lưỡng nghi kiếm, sinh lực nội lực 400, kháng độc 35, thời gian chó công 50, lôi sát nội công 600 điểm, kỹ năng xương ngạo côn lôn 3 cấp. Quá khủng khiếp anh em ơi. Cái vũ khí nội công này mà mình ra mắt thì anh em chơi phái nội công nó sẽ anh em chơi nội công nó sẽ cực kỳ mạnh ha. Mình hy vọng là nhiều anh em chuyển sang chơi lôi độc cửu thiên của côn lôn này, chiêu thức săn boss rất là mạnh luôn. Rồi tiếp theo là một cái nhẫn nữa này, lôi khung thập địa ma kha giới ha, sinh lực nội lực 400, kỹ năng cũng có một cấp, kháng độc 25, kháng tất cả 5. Rồi nó còn dư một cái ngọc bội anh em ơi. Lôi khung thiên tế tử kim ngọc, sinh lực nội lực 399, kháng hỏa 15, thời gian làm chậm 50, kháng tất cả 10. Thôi nhưng mà mình xài cái skill này tấn công nó sẽ mạnh hơn ha. Còn kỹ năng vô này 333 thì mình xài cái này. Còn anh em nào thích trâu bò hơn thì xài cái này nó sẽ ngon hơn nhiều ha. Quá dữ luôn. Thì đó là toàn bộ set đồ lôi khung 10 món, 11 món ha, full anh em ơi. Quá khủng khiếp luôn. Anh em nhìn cái bản kháng của con lôn này, kháng dã man luôn. Rồi nhìn cái bản skill bay, quá trời skill luôn. Kỹ năng chống phái xương ngạo con lôn cộng lên được 43 cấp, lôi độc cửu thiên lên 36 cấp, những kỹ năng khác cộng lên được 30 ha, 10 kỹ năng cũng có một cấp, quá dữ luôn anh em. Thử lấy con ngựa đây coi, kháng tất cả cũng bao nhiêu, vẫn kháng mắc ha, vẫn mắc kháng luôn, con lôn thôi châu bò dã man luôn. Tốc độ đánh nội 146. Cùng lộn nó có cái skill huyền thiên vô cực nè nè. Nó có nội lực hộ thân này, với kháng phản đòn. Nó nội lực hộ thân nó khiến nó trâu bò ha. Có mana thì nó sẽ khó chết hơn.
và cái kỹ năng 120 này, lưỡng nghi chân khí này, khi sinh lực thấp hơn 25% là có xác suất là kiểu như là bất tử luôn nè, dưới máu 25% kiểu như là bất tử luôn đó, sát thương bình thường là khó giết được khổng lồ lắm, cực kỳ trâu bò luôn. Rồi bây giờ mình đi test skill của con lông kiếm pháp, con lông nội công thử. Đi lên mặt kêu quật ha. Xuống ngựa. Chiêu thức đầu tiên, để mình bút cái thanh thanh phong phù đâu. Cho nó chạy nhanh tí ha. Đó. Chiêu thức cấp 10 ha. Cuồng lôi chấn địa. Wow. Sấm sét trên trời đánh xuống nhưng mà yếu lắm nha. Đầu game thì mình nghĩ là nên chơi đao pháp ngoại công nó sẽ mạnh hơn ha. Chơi đầu game chơi sấm sét nó thấy nó yếu lắm. Trời ơi. Đánh cái con E1 kìa. Rồi biết bao giờ mới chết. Tiếp theo là chiêu thức cấp 30 này, thiên tế tấn lôi. Rồi bắn một luôn sấm sét. Ôi quá dữ anh em. Cái này cần mana rồi, hết mana rồi. Trời yêu nhớ cái này mày. Đánh cái con hè mọc này chắc khóc luôn á. Thiên tế ấn lôi. Rồi tiếp theo sẽ là khí tâm phù cũng phải. Cuồng phong sầu điện cũng phải. Cũ lôi chánh pháp chiêu thức cấp 50 hay là 60 gì đó mà nhớ. Rồi. Đó chiêu này không biết nó có mạnh hơn không. Trời hết mana rồi. Tiêu hao nội lực 117. Trời tiêu hao dã man luôn. Chiêu thức này nó mạnh hơn ấy. Kiểu như là phiên bản mini của Lôi Đồng Cửu Thiên 90 anh em. Mình đánh con hệ thủy coi, đánh con hệ một là khổ quá. Rồi. Mạnh nha anh em, mạnh đấy, không giỡn đâu. Về đấy. Rồi chiêu thức cuối cùng ha. Lôi Đồng Cửu Thiên làm chỗ 170% anh em, dính vô là chỗ ha. Đó cho nên rất là khủng bố mà tại sao lại ít người chơi như vậy. Chỗ giả mang chỗ luôn này. Đó, ghê chưa? Có điều nó tiêu hao mana hơi ghê, tiêu hao nội lực 207. Anh em nào giàu giàu chơi ha, chứ không là chơi phá sản luôn, không có tiền mua mana đâu. Cái chiêu này đánh boss sát thủ rất là ghê, mình thử đánh một con coi. Trữ thiên mẫn đi. Đó, đâu rồi? Xuất hiện đi. Đó, nó đánh hệ một rồi. Thôi hệ một đánh lâu lắm chứ. Các hệ đánh lâu lắm. Thôi tìm con khác. Nhậm thương khung đi. Wow, buổi tối sao sao đen thui vậy ta. Thôi hệ thổ này được ha. Trời ơi, chón này. Chón liên tục luôn. Bảo tụt không phanh. Quá mạnh này mày. Anh em mà vui một con công lô kiếm đòi con này đi đánh boss thằng kim như là mấy con hệ thủy như là Yên Hiệu Trái này, Thanh Tuyệt Sư Thái, Trung Linh Tú rồi đó. Có mấy con đó chịu không nổi đâu, đánh cái này là sát thương nó lên dã man lắm á. Thôi thì đó là toàn bộ skill của phái công lô kiếm nồi con. Rồi bây giờ mình sẽ cất cái này đi ha và test tiếp cái set tiếp theo. Rồi set thứ ba đó là set công long đao ha, đao pháp xương tinh. Quên lúc nãy mình quên chưa 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 có chuyển đổi giới tính cho anh em xem mà cái nhân vật nữ nó thế nào ha, mình thử lấy ra lại đi. Cái áo này và cái áo vô, rồi mặc cái mũ vô, cái kiếm vô.
chuyển đổi giới tính cho anh em xem để chơi chơi nhân vật nam hay là nhân vật nữ. Có, đây là nhân vật nữ nè, nhân vật nữ thì cái áo có màu tím tím thôi, trông khá là đẹp ấy. Đó, đây là set kiếm ha, set kiếm của nữ. Rồi cắt đi. Rồi tiếp theo sẽ là set cuối cùng ha, set bùa bảo, set thứ ba. Xương tinh thiên niên hàn thiết, hút nội lực 8, sát thương vật lý điểm 50, sát thương vật lý ngoại công 100%, băng sát 1.2, tốc độ đánh 40, xương ngạc cùng luôn 3 cấp. Quá khủng khiếp. Xương tinh phong bạo chỉ huy, cộng kỹ năng vốn có 1 cấp. Xương tinh thiên tinh băng tinh thủ, sinh lực nội lực 200 này, kháng độc 30, cộng kỹ năng ngạo tuyết tiêu phong, nhất khí tam thanh cùng phong sậu liền 333. Quá ghê luôn. Cái áo xương tinh ngạo xương đạo bao, sinh lực 400, thời gian phục hồi 50, phòng thủ vật lý 25, nội lực 200, kỹ năng công lôn đạo pháp, thiên thanh địa chọc 33. Ồ, áo đẹp luôn em, áo màu xanh xanh. Rồi xương tinh thanh phong lũ đái, sinh lực 300, thời gian làm chậm 50, kỹ năng hô phong pháp 3 cấp, phòng thủ vật lý 30, nội lực 200, thời gian choáng 40. Cái ngọc bội trấn bang ha, bội trấn bang của set 1. Xương tinh lưu tinh cản nguyệt khấu, sinh lực 4.8 này, kháng hỏa 30, rồi là 2.4, thời gian làm chậm 50, kỹ năng côn lôn đao pháp khí thông phù 33. Rồi đó là set thứ nhất ha, set xương tinh set 1 này. Rồi tiếp theo sẽ là set thứ hai. Xương tinh cửu thiên đạo quán, sinh lực nội lực 400, phòng thủ vật lý 35, thời gian làm chậm 50, sát thương vật lý 50%, kháng lôi 35. Quá dữ luôn. Cái áo này nó trộn tí mình xem sau. Xương tinh thiên thanh chân vũ liên, kháng tất cả 24, kháng hỏa, kháng độc 25, kháng lôi 35, sát thương vật lý 50, sinh lực tối đa 400. Đó, mà cái này dùng trâu bò. Xương tinh ngạo tuyết phong linh hài, sinh lực nội lực 400, tốc di chuyển 60, sinh khí 50, sát thương vật lý ngoại 60, thời gian trúng độc âm 60. Sẽ thương lý ngoại 50 này, tập lộ. Rồi cái nhẫn ha. Xương tinh đỉnh phong ngọc ban chỉ, sinh lực 400 rồi là 400, kỹ năng cũng có 1 cấp, kháng độc 25, kháng tất cả 5. Rồi quá khủng khiếp luôn. Kích hết mấy cái dòng ẩn anh em. Rồi còn một cái áo ha, xương tinh huyền thiên đạo bào, sinh lực 400, thời gian phục hồi 59, thời gian choáng 50, phòng thủ vật lý 35, sẽ thương vật lý ngoại công 50, kháng tất cả 5. So với cái này thì anh em thích cái nào thì xài cái đó, cái này thì tấn công nó sẽ mạnh hơn, nó cộng skill này, còn anh em thích thì xài cái này tùy anh. Thì thích cái xương tinh ngạo xương đạo bào ha, thì nhân vật nữ đó là cái áo xanh xanh này. Chuyển qua nhân vật nam cho anh em xem ha. Ok, nhân vật nam là mặc áo vàng này, giống với cái hình hiển thị trong cái hình của cái áo xương tinh ha. Để chỉnh sửa lại cho nó hợp lý một tí. Đạo sĩ vùng Tây Tạng, Tây Bắc, phải Côn Lôn. Côn Lôn. Rồi mình thử đi test skill cái áo này thì giống cái áo lúc đầu ha, giống áo đối phương thôi. Rồi mình thử đi mặc có quân ha. Giao lưu một công tí. Kỹ năng cấp 10 đó là hô phong pháp. Đó, đánh ra một cái lốc xoáy. Chiêu thức này đánh trên ngựa được nha anh em, trên ngựa được đánh rất là cơ động. Số người rất là BK giỏi, người ta chuyên bùa chú, người ta đánh cái skill này thôi để tính tính điểm á. Người ta đánh skill cấp 10 thôi. Ồ, ghê đấy, rất là mạnh luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là chiêu thức cấp 50 hay là 60 cũng nhớ được. Cuồng phong sầu điện. Ồ, lốc xoáy này. Quá ghê luôn. Quá dữ.
và chiêu thức cấp 90 ngạo tiếng tiêu phong có làm cho 25%. Chiêu thức này đánh cực kỳ xa luôn. Đó, lốc xoáy này, cái chiêu này nó tới điểm cuối nó sẽ nổ sát thương một phát ha, cho nên khi mà những mục tiêu ở cuối cái đường bay á sẽ chịu sát thương rất là nhiều nha. Ví dụ những người mà ở cuối cái đường bay này chỗ mà nó nổ á, thì sát thương lên rất là khủng. Còn nếu anh em áp sát thì sát thương nó không không có bằng đứng từ xa ha, đứng từ xa mất tầm thì sát thương rất là khủng bố luôn. Còn này xong đã được. Cho nên anh boss thì anh em đứng càng xa càng tốt. Nó chưa nổ chiêu 120 này mà cho nó đánh, nó nổ chiêu 120 là bất tử đấy. Đó, nổ chiêu 120 rồi. Đó, không mất máu được. Rất châu bò. Ok. Rồi thì đó là toàn bộ những cái bộ trang bị hoàng kim môn phái của phái Côn Lôn, một môn phái mà tương đối là khó chơi anh em, cần phải biết tăng skill rồi bui đồ cho nó hợp lý nhá. Nhưng mà nếu anh em thành thạo phái này thì BK đánh quái này đánh boss rất là lợi hại luôn. Tùy anh em chơi thôi. Chứ mình cũng ít chơi cùng lâu cho nên cũng không có rạch lắm. Thì có 3 set ha. Set vụ ảo phụ chú này, set lượng khung đường kiếm pháp nội công và set xương tích đao pháp ngoại công. Ok thì đến đây cũng đã hết hoàn thiện 4 10 cái bộ 10 phái ha. Không có nhớ bao nhiêu bộ trang bị hoàng kim nữa, có phái 2, có phái 3 thì đã hoàn thiện tất cả 10 phái rồi. Thì anh em thích phái nào thì chơi phái đó thôi. Thì mình chuẩn bị ra một cái bản update 5, bản này thì có lẽ để mình hoàn thiện ra chắc còn phải test lại cái bộ trang bị thiên tứ nữa, mình nâng cấp bạch kim thiên tứ đã rồi, không có cho lên máy xếp siêu nhân ha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi nha, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.